Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Sở Công Thương tổ chức hội chợ thương mại Tự hào hàng Việt Nam năm 2024. Với quy mô khoảng 400 gian hàng, hội chợ thương mại Tự hào hàng Việt Nam năm 2024 trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất kinh doanh được chứng nhận OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và gian hàng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Qua cái tổ chức này chúng tôi cũng thực hiện cái năm kế hoạch của Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam năm 2024 dưới vai trò Mặt trận là trưởng ban chỉ đạo. Và trong quá trình tổ chức thì chúng tôi cũng được sự phối hợp của các tổ chức thành viên và của các thành viên trong ban chỉ đạo cuộc vận động. Trong quá trình tổ chức thì chúng tôi cũng thấy rằng cũng có nhiều gặp nhiều khó khăn và cũng có cái hạn chế. Tuy nhiên là với cái sự đoàn kết của các ngành các cấp thì đã hỗ trợ cho hội chợ hôm nay thì đã khai mạc thành công. Là chuỗi hoạt động hưởng ứng phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hội chợ tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất kinh doanh giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, tiểu thủ công nghiệp làng nghề, sản phẩm OCOP, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, qua đó giao lưu trao đổi kinh nghiệm, đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối, đưa các dịch vụ hàng hóa thiết yếu có thế mạnh vào kênh phân phối tại các tỉnh thành trong nước. Hôm nay đại diện công ty đi là có trà Tiên Mộc 27 vị và cùng các đơn vị khác như là trái cây sấy của bên Hoàng Minh, hoặc là cái sản phẩm lúa gạo tím của Tây An, rồi đậu phộng Hữu Lộc, rồi có nón lá của bên hội phụ nữ của huyện Đức Hòa, rồi có bánh tráng dầm cỏ. Mình đi càng ngày mình sẽ cải tiến lại, là mình sẽ nâng cấp cái sản phẩm mình lên, tiếp cận được với người tiêu dùng nhiều hơn. Diễn ra từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 8 tại công viên phường 3 thành phố Tân An, hội chợ góp phần tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt, từ đó quảng bá, khuyến khích phát triển thương hiệu hàng Việt gắn với sản phẩm địa phương.